Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em thuộc Quốc Việt Nam, chúng ta vì dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Nếu có ngày nay tư đến mãi mãi luôn luôn về sau, là mong mở cho đất đai, là kết chủ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải từ lắm liên, mà ta cũng phải đáng tự hào và cùng tăng. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng nước tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Chết oai linh liều đường bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc văn thân đáng trọng, xác thịt tan danh sống dân thờ, voi hùng chết để gặp nhà hồn thiêng xa bay, nhưng ra vẫn còn tiếng nói cục dân vận. Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, cùng quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và kính chào đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Chúng con là các đồng nhiệm, thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiêng, sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng, dựng nước và giữ nước, phù hộ, độ trì cho chúng con sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Bài hát trong xâm lăng ta lưu truyền lại trong dân gian, tùy trưng vương đánh tô đình quân hán tiêu tan. Cờ Pháp do Mê Linh truyền nữ tướng Lê Trân, cùng toàn quân cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong xâm lăng ta lưu truyền lại cho dân Nam, Bạch Đằng Giang những chiếc thuyền phơi xác ngổn ngang, cùng với hưng đạo vương thể quyết giữ Giang Sơn, thể quyết đánh quân Nguyên thoát hoang che dài. Thank you.
gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, huấn thị điều hành căn bản, chiếu điều lệ, nội quy và chủ trương đường lối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã đề ra trong chủ thuyết Tân Nhân Chủ và hiến ước lâm thời cho Thủ tướng ký ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2009. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc yêu cầu tất cả các giới chức đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phải tuyệt đối tôn trọng và thi hành 3 đề mục trong huấn thị điều hành căn bản sau đây. Điều 1. Tất cả các giới chức, cán bộ, thành viên phải nghiên cứu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để hiểu rõ và nắm vững đường lối, chủ trương của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chính phủ này là một cơ chế có chính nghĩa và chính danh do 3 thế hệ Việt Nam khai sinh. Chính phủ này đang nỗ lực đương đầu triệt hạ chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam để giúp dân cứu nước và phục hồi truyền thống văn hóa, kỷ cương, riêng mối đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam đã bị Cộng sản hủy diệt. Do đó, tác phong đạo đức, văn phong, quân ký phải luôn được nhắc nhở, đề cao và thi hành nghiêm túc. Điều 2. Trong công cuộc đấu tranh, tình chiến hữu luôn được tôn trọng và trân quý, nhưng phải biết tự kiểm soát lời ăn tiếng nói, cách xưng hô hay hành động, không nên quá thân mật, vượt qua giới hạn của tình cảm trai gái. Cán bộ và quân nhân các cấp phải luôn tôn trọng thượng cấp và cư xử hòa nhã với thuộc cấp, tuyệt để không hống hách hay dùng những lời xúc phạm, bàn ra tán vào sau lưng các đồng nghiệp, gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Điều 3. Cán bộ, giới chức đồng nghiệp các cấp nên lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng phải biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà. Luôn giữ tư cách ôn hòa, bình tĩnh, không to tiếng tranh cãi, dù bất đồng ý kiến. Cách ăn mặc phải lịch sự, chỉnh tề, cư xử hòa nhã, nhân ái, kính lão đắc thọ, thương mến giúp đỡ người chung quanh, với quyết tâm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Cùng nhau ta cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Huấn thị căn bản này phải nằm lòng, gìn giữ và thi hành. Kim Huỳnh là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, Kim Huỳnh xin đọc thông báo cấp nhà và thẻ căn cước tín dụng. Đề tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo cấp nhà và thẻ căn cước tín dụng số 002-20-20-0604 trên văn phòng thường trực trên TTD ngày 4 tháng 6 năm 2020. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, trong thời gian qua, vì sự quấy nhiễu, đánh phá của Cộng sản Việt Nam và tay sai, nên việc cấp phát nhà và thẻ căn cước cho công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa bị đình trệ. Nhưng nhờ Chính phủ Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới giúp đỡ, với sự trợ lực của những nhà ái quốc tại nội địa, nên việc phục vụ dân chúng được tái lập. Để tránh sự xâm nhập và gian lận của Việt gian, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời xin thông báo đến đồng bào và quý đồng nhiệm về việc cấp nhà và thẻ căn cước tín dụng theo điều kiện và lịch trình như sau. Điều 1. Các đợt cấp phát nhà và thẻ căn cước tín dụng bắt đầu từ tháng 7 năm 2020
nhưng sẽ không công khai, mà sẽ do Bộ Nội vụ và ban hồ sơ thiết lập danh sách và gửi đến từng gia đình theo tin tức đã ghi trên hồ sơ bằng cách thức an toàn nhất cho người nhận. Điều 2. Thẻ căn cước tín dụng được cấp phát sẽ có tặng thưởng 500 Mỹ Kim cho đến khi Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cho lệnh ngưng. Điều 3. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có chương trình tri ân 500 vị đầu tiên tham gia ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh. Nhưng sau thời gian ấn định, đã không có vị nào liên lạc và cũng không nhận được sự ủy quyền nào của họ cho con cháu được thụ hưởng. Vì vậy, tất cả tài khoản này là 250.000 Mỹ Kim được chuyển qua ngân khoản cấp phát cho gia đình được Bộ Xã hội Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phê chuẩn là dạng nghèo và đông con. Điều 4. Tất cả công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa muốn được cấp thẻ căn cước tín dụng nên liên lạc với ban hồ sơ để hoàn tất bản lý lịch mới. Điều 5. Những ai đã ghi tên làm công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa qua các website www.trưngcầudânyviếttắt.us với tin tức cá nhân không đầy đủ, coi như bất hợp lệ, hãy liên lạc với ban hồ sơ để hoàn tất hồ sơ mới. Điều 6. Sau ngày 16 tháng 9 năm 2020, những thẻ tín dụng không có người nhận hay của những cá nhân đã tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhưng phạm kỷ luật hay đã ghi tên nhưng vì lý do gian lận, tin tức không đúng nên không được Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc phê chuẩn sẽ bị hủy và tất cả ngân khoản của các thẻ tín dụng này sẽ được dùng vào việc bồi dưỡng thêm cho các gia đình đệ tam Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản Việt Nam đe dọa hoặc bị đối xử phân biệt. Điều 7. Vì Cộng sản Việt Nam còn cầm quyền nên hình thức của thẻ căn cước tín dụng sẽ thay đổi không như nguyên bản cũ. Thay vì là một thẻ căn cước tín dụng, chúng ta có thể được cấp hai thẻ, một thẻ tín dụng và một thẻ căn cước riêng biệt. Rất mong đồng bào và quý đồng nhiệm thông hiểu, chấp nhận cho sự thay đổi này. Nếu có tin tức thêm, chúng tôi sẽ loan báo trên facebook.com/Mr. Đào Minh Quân hay Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt @gmail.com. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng thông báo. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng kính chào. Kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, quý đồng nghiệp và đồng bào quốc dân Việt Nam. Tôi là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay tôi xin trình bày tiếp Hiến pháp của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chương 3.8 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được hình thành với sứ mạng bảo quốc, an dân. Quân lực này không phục vụ cho bất cứ một cá nhân hay bè nhóm nào.
được điều động bởi Bộ Tổng Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mục 3.8.1. Chính lược lệnh của Tổng thống Đào Minh Quân đề ra để thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa với nguyên tắc toàn dân vi binh, toàn địa vi phòng, động thì vi binh, tịnh thì vi dân, để tránh tiêu dùng ngân sách nặng nề về nội an, quốc phòng và đồng thời phát huy thêm tiềm năng kiến tạo đất nước. Mọi công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa không bị bắt buộc gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tất cả công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa không phân biệt trình độ, khả năng, ngành nghề, giới tính, dù là dân tộc Kinh hay thiểu số, kể cả các công viên chức trong chính quyền, con của quân nhân hay nhân viên công quyền, kể cả những vị chức sắc tôn giáo, đúng độ tuổi từ 18 đến 45, đều phải có nghĩa vụ quân dịch, phục vụ quốc gia trong 2 năm liền. Những công dân không trúng tuyển quân dịch vì sức khỏe, phải làm lính dự bị tại địa phương và được đào tạo một số kỹ năng cơ bản khi quốc gia cần đến. Hàng tháng, nếu đi học hay đi làm, đều phải dành 3 ngày để được huấn luyện quân sự tại các trung tâm được ấn định ngay tại nơi cư ngụ của mình. Sau khi tham dự huấn luyện đủ 100 ngày, sẽ được cấp chứng nhận chương trình phổ cập quốc phòng, không có trường hợp miễn chức, ngoại trừ đang tổng sự trong nội các chính phủ hay thuộc quân số Bộ Tổng Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Nếu vì lý do sức khỏe, được ngưng hay miễn trừ, được cứu xét làm công tác thiện nguyện tại địa phương nơi cư ngụ, thay cho nghĩa vụ quân dịch, nhưng phải được Hội đồng Y tế có thẩm quyền khám nghiệm và xác nhận. Khoảng 3.8.1.1. Những anh thư hay nữ nhi muốn tình nguyện tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều được chấp nhận, nhưng vì bản chất cơ thể khác với nam nhi nên được quyền chọn lựa ngành nghề hay quân binh chủng thích hợp và được hưởng đặc ân nghỉ dưỡng thai khi có bầu, sinh nở, những lúc kinh kỳ được miễn công tác. Điều 3.8.1.1.1. Trường hợp tan chay, phóng điếu sẽ được tạm hoãn, nhưng phải bù trừ vào thời gian kế tiếp. Mọi sự huấn luyện quân sự và an ninh chỉ nhằm vào mục đích khi đất nước có nguy biến thì động viên ngay được một quân đội hùng mạnh sẵn sàng đánh bại giặc ngoại xâm, nhưng trong thời bình thì để mạnh nguồn máy sản xuất của quốc gia. Điều 3.8.1.1.2. Lực lượng này được thiết lập theo danh xưng Nghĩa Dũng Quân để bảo vệ Tổ quốc, có nhiệm vụ hỗ trợ chính phủ thực hiện và hoàn tất tiến trình cứu quốc và kiến quốc với quyết tâm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Khoảng 3.8.1.2. Các bộ chỉ huy chiến thuật. Các bộ chỉ huy chiến thuật đặt dưới sự điều động của Bộ Tổng Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc được thành lập gồm đại biểu chính phủ tại khu vực, chủ tịch Ủy ban An ninh Hành chánh địa phương, chiến đoàn hay trung đoàn trưởng Nghĩa Dũng Quân, tùy theo cấp số, chủ tịch khu bộ phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và bí thư khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ Đảng. Các bộ chỉ huy chiến thuật địa phương có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho dân chúng trong khu vực trách nhiệm của mình, huấn luyện chính trị, quân sự địa phương và thi hành các kế hoạch, chỉ thị của chính phủ và của Bộ Tổng Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc ban hành. Điều 3.8.1.2.1. Ban Tham mưu Liên quân Hỗn hợp trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc được thành lập để điều động các cuộc thao diễn, tập trận hay hành quân phối hợp với các lực lượng bạn, sẽ giải tán sau khi hoàn thành công tác. Khoảng 3.8.1.3. Bảng cấp số, trang bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được chiếu theo quy định trong bản hiến ước lâm thời do Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ban hành ngày 6 tháng 9 năm 1994, nay được áp dụng trong hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Mục 3.8.2. Lực lượng cảnh sát quốc gia. Cảnh sát quốc gia là lực lượng bảo an bán quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, tồn tại từ năm 1955 đến năm 1975. Đây là một trong những lực lượng góp vai trò quan trọng trong công tác phối hợp với lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa để trị an và giúp đương đầu với cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau khi Cộng sản chiếm Việt Nam, cũng tạo ra lực lượng cảnh sát, nhưng lại là một ổ tham nhũng, thối nát. Do đó, trong khi Cộng sản Việt Nam còn nắm quyền cai trị đất nước như còn trong tình trạng chiến tranh, việc bảo quốc, trị an sẽ do Bộ Tổng Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng với Ban An ninh Hành chánh các cấp phối hợp đảm nhiệm. Sau khi bình định lãnh thổ,
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ tái thành lập các học viện cảnh sát quốc gia như thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa để đào tạo những sĩ quan và nhân viên công lực có lương tâm và đạo đức để phục vụ cho dân, chứ không phải để cai trị, hống hách, hà hiếp lương dân. Quốc hội khóa 2 sẽ nhận trách nhiệm soạn thảo các chương mục thành lập lực lượng cảnh sát quốc gia, mặc sắc phục và thường phục. Mục 3.8.3 Ủy ban an ninh, hành chính các cấp. Khoảng 3.8.3.1 Chính phủ chỉ có một nguyện vọng và ý chí duy nhất để phục vụ toàn dân là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, làm mục đích và cứu cánh. Chủ trương và đường lối của chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ nhằm vào mục đích đáp ứng nguyện vọng của đa số quốc dân, đồng bào Việt Nam, phải lấy dân làm gốc, phát huy yếu tố nhân hòa, căn bản để tạo địa lợi và thiên thời. Triệt để thi hành nguyên tắc dân chủ, đức trị, lấy đạo đức làm nền tảng, lấy quyết tâm phục vụ nhân dân làm trọng tâm cho mọi hoạt động. Dùng đơn vị làng là đơn vị căn bản, là đơn vị then chốt của xã hội. Do đó, các ủy ban an ninh hành chánh từ làng, xã đến trung ương phải thực sự do nơi dân cư ngụ bầu ra, thể hiện đầy đủ tinh thần dân chủ, có khả năng phục vụ quần chúng, không chuyên quyền, hóng hách, sắp nhiễu dân, luôn luôn nghiên cứu đáp ứng đúng nhu cầu và nguyện vọng của người địa phương, phù hợp với chính sách của quốc gia. Cơ chế hay cơ quan chính quyền này dù lâm thời cũng phải hội đủ các nhân sự có uy tín và năng lực, bao gồm các tiêu chuẩn sau đây. Điều 3.8.3.1.1 Chủ tịch các cấp được bầu cử phổ thông kín theo tiêu chuẩn. Điều 3.8.3.1.2 Phải là công dân Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trên 30 tuổi. Điều 3.8.3.1.3 Tổng cộng thời gian sinh sống hay cư ngụ tại địa phương ít nhất là 20 năm tính đến ngày ứng cử. Điều 3.8.3.1.4 Có uy tín và được cảm tình tại địa phương nơi cư ngụ. Điều 3.8.3.1.5 Tác phong và đạo đức theo truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Điều 3.8.3.1.6 7 ủy viên cấp làng, xã được chỉ định bởi chủ tịch theo tiêu chuẩn. Phải là công dân Việt Nam trên 25 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, đã am tường hay phải được huấn luyện để biết sử dụng điện toán và không bị khiếu nại về tác phong, đạo đức trong thời gian 90 ngày sau khi danh sách niêm yết. Điều 3.8.1.7 Ủy viên an ninh cấp làng, xã phải hội thêm hai điều kiện. Phải tốt nghiệp khóa đào tạo an ninh căn bản do Ban an ninh nội chính cấp trung ương tổ chức và lý lịch do Ban an ninh nội chính trung ương duyệt. Ưu tiên các công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các khóa huấn luyện quân sự trước năm 1975. Điều 3.8.3.1.8 Ủy viên quân sự cấp làng, xã phải hội thêm điều kiện. Phải tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự do Ban quân sự quận hay tỉnh tổ chức. Ưu tiên các công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các khóa huấn luyện quân sự trước năm 1975. Điều 3.8.3.1.9 Ủy viên y tế cấp làng, xã phải được tốt nghiệp khóa y tế căn bản. Điều 3.8.1.10 Ủy viên giáo dục cấp làng, xã phải được đào tạo hay có căn bản về giáo dục, huấn luyện, đồng thời phải hội thêm điều kiện tốt nghiệp tối thiểu trung học. Điều 3.8.3.1.11 Ủy viên hành chánh cấp làng, xã kiêm nhiệm phó chủ tịch phải hội thêm hai điều kiện: tốt nghiệp trung học và khóa hành chánh căn bản. Ưu tiên cho các công dân Việt Nam đã được đào tạo trong các ngành hành chánh, tài chánh hay Học viện Quốc gia hành chánh trước năm 1975. Điều 3.8.1.12 Ủy viên xã hội cấp làng, xã phải là người cư ngụ tại địa phương liên tục trên 10 năm. Điều 3.8.3.1.13 Ủy viên kinh tế cấp làng, xã phải hội thêm điều kiện tốt nghiệp khóa chính trị kinh doanh cấp quận và tỉnh. Ưu tiên các sinh viên trường chính trị kinh doanh trước năm 1975. Điều 3.8.3.1.14 Riêng các ủy viên cấp quận và tỉnh phải hội đủ điều kiện như các ủy viên cấp làng, xã. Tuy nhiên, trình độ học vấn tối thiểu, tốt nghiệp trung học và được đào tạo thêm các khóa huấn luyện trung cấp về chuyên môn và lĩnh vực trách nhiệm. Điều 3.8.3.1.15 Các ủy viên cấp vùng và trung ương phải hội đủ các điều kiện như các ủy viên cấp quận và tỉnh. Tuy nhiên, phải hội thêm điều kiện
có văn hóa đại học, và lệnh bổ nhiệm do Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa ban hành. Chương 3.9 Công dân nước ngoài. Mục 3.9.1 Xác định người Việt Nam có bản chất đôn hậu, hiếu khách, việc giao hảo với các dân tộc khác rất được hoan nghênh và tán thành. Chính sách ngoại giao của Đệ tam Việt Nam Cộng hòa rất cởi mở, thân thiện và ôn hòa. Tuy nhiên, để giới hạn những thiệt hại do dân lành và những người lương thiện, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa ấn định. Khoảng 3.9.1.1 Công dân ngoại quốc từ các nước tự do theo chế độ Cộng hòa tại châu Á, châu Âu, châu Phi và Hoa Kỳ có giấy chứng nhận hành kiểm tốt của nước đang cư ngụ được xét miễn visa vào Việt Nam, nếu không chỉ được xét cấp 1 tháng và phải tuân theo quy định của các khoản 3.9.1.4, khoảng 3.9.1.5 và khoảng 3.9.1.6. Khoảng 3.9.1.2 Công dân các nước theo chế độ Cộng sản hay bị liệt vào thành phần khủng bố, tuyệt đối bị nghiêm cấm, không cấp visa vào Việt Nam. Khoảng 3.9.1.3 Công dân các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ được xét cấp visa du lịch vào Việt Nam tối đa là 1 tháng. Mỗi tháng đều phải xin gia hạn visa. Nhưng nếu chính quyền Việt Nam phát hiện công dân những nước này vào Việt Nam có những hành động bất chính, không tốt, sẽ không bao giờ được cấp visa vào lãnh thổ nước ta. Khoảng 3.9.1.4 Các loại visa công tác, hành nghề hay kinh doanh đều phải được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao và giấy phép kinh doanh của chính quyền địa phương cấp với thời hạn nhất định. Khoảng 3.9.1.5 Nếu hoạt động không đúng ngành nghề, hành động sai trái như buôn lậu thuốc, hàng cấm, rửa tiền, vũ khí đạn dược, động vật quý hiếm sẽ bị trục xuất và cấm vĩnh viễn nhập cảnh vào Việt Nam. Khoảng 3.9.1.6 Nếu bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất vì bất cứ lý do gì, thì điều 3.9.1.6.1 Tất cả trương mục ngân hàng hay tài khoản tín dụng đều bị đóng băng cho đến khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa cho phép tháo khoán. Điều 3.9.1.6.2 Trong thời gian các trương mục ngân hàng, tài khoản tín dụng của người bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất, chính quyền có toàn quyền dùng các tài khoản này để trả nợ hay chi trả cho các tốn kém tổn hại do đương sự gây ra. Điều 3.9.1.6.3 Tất cả lệnh chi trả phải do Tòa án Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa quyết định. Tôi đã đọc xong chương 3.8-3.9 của Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Kim Huỳnh là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Xin kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi xin được phép đọc thông cáo tuyển dụng từ Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Thông báo tuyển chọn giới chức và nhân viên chính phủ Hoa Kỳ ngày 6 tháng 6 năm 2020. Như thông báo ngày 10 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa rất hân hạnh mời gọi toàn dân không phân biệt giới tính đều có thể tham gia vào các chức vụ, ban ngành trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Sự hợp tác này để giúp chính phủ hình thành một đội ngũ trí thức và những chuyên gia, chuyên viên nhằm ổn định và phục hưng đất nước trong thời gian tới.
Khi tham gia, các ứng viên phải đính kèm bản soạn thảo chương trình hành động và cách quản lý của bộ liên quan. Nếu ứng tuyển vào các cấp chỉ huy hay vị trí đứng đầu ban ngành, các chức vụ ứng tuyển dựa theo khả năng và trình độ của từng ứng viên, nhưng phải dựa theo nguyên tắc hướng dẫn và đường lối chính sách của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Các bộ để ứng tuyển gồm có: thứ nhất, Bộ Ngoại giao; thứ hai, Bộ Truyền thông Công lý và Dân vận; thứ ba, Bộ Kinh tế Tài chánh; thứ tư, Bộ Đầu tư và Ngoại thương; thứ năm, Bộ Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông; thứ sáu, Bộ Y tế; thứ bảy, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên; thứ tám, Bộ Năng lượng, Thiên nhiên, Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường; thứ chín, Bộ Tư pháp; thứ mười, Bộ Nội vụ; thứ 11, Bộ Kiến thiết và Xây dựng; thứ 12, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp; thứ 13, Bộ An sinh xã hội, Cựu chiến binh và Cô nhi tử sĩ; thứ 14, Bộ Giao thông, Bưu điện và Vận tải; thứ 15, Bộ Công nghiệp nặng và Chế biến; thứ 16, Bộ Kinh tế. Các ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu như được định nghĩa bên dưới. Thứ nhất, quan điểm chính trị rõ ràng, lập trường chống cộng dứt khoát bằng cách ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh. Thứ hai, nếu ghi trình độ đại học hoặc chuyên ngành, phải đính kèm văn bằng hay chứng chỉ tốt nghiệp. Thứ ba, nam hoặc nữ từ 30 đến 65 tuổi. Thứ tư, có chứng nhận đầy đủ sức khỏe của bác sĩ hay hội đồng y khoa. Hồ sơ dự tuyển gồm các giấy tờ sau: thứ nhất, tóm tắt tiểu sử; thứ hai, mục đích và lý do tham gia giúp Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa; thứ ba, chương trình hoạt động của mình nếu được chọn; thứ tư, chứng nhận sức khỏe do bác sĩ hay hội đồng y khoa xác nhận; thứ năm, kèm bản sao bằng cấp hoặc bổ sung sao. Lưu ý, bản phát thảo tiểu sử càng chính xác càng tốt và phải được trình bày rõ ràng trong các chủ đề. Nếu có thể, mỗi chủ đề chỉ tóm tắt khoảng 1 đến 4 trang như sau: thứ nhất, thông tin cá nhân; thứ hai, căn bản được giáo dục; thứ ba, trình độ công việc; thứ tư, các hoạt động khác; thứ năm, những khả năng và chuyên môn khác nếu có; thứ sáu, kiến thức ngoại ngữ, vân vân. Nếu ứng tuyển vào các cấp chỉ huy hay đứng đầu ban, ngành, thì các giấy tờ ứng viên phải được viết thêm tiếng Anh. Nếu được bổ nhiệm, các ứng viên sẽ được hưởng lương bổng theo quyết định của Bộ Tài chánh, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng viên được mở ra cho đến khi có đủ nhân sự. Hồ sơ các ứng viên xin vui lòng gửi đến văn phòng thường trực tại Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, hoặc gửi email tới Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, viết tắt @gmail.com, hoặc diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi, viết tắt .com, Anaheim, California, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2020. Thiếu tướng Trần Ngân Giang ấn ký. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Tôi xin chia sẻ bài Tổng thống Đào Minh Quân là ai? Dù có tin hay không, thì trong sấm tràng trình có từ hơn 500 năm trước đã đề cập đến Tổng thống Đào Minh Quân, và Ngài chính là vị lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo hiện nay. Believe it or not, in some tràng trình from over 400 years ago mentioned President Đào Minh Quân, and he's one of the Buddhist leader Hòa Hảo today. Vì nghe nhiều người đồn đoán Tổng thống Đào Minh Quân là Đức Huỳnh Giáo Chủ tái sinh, nhưng hiểu biết của tôi quá giới hạn, không dám góp ý kiến. Chỉ xin đưa ra những tài liệu mà tôi sao lục để tùy ý mọi người suy luận. Quý vị và các bạn có thể không đồng ý với suy nghĩ của tôi, nhưng những điều tôi đưa ra là sự thật và có chứng cớ hẳn hoi. Còn sám ký, thiên thơ và sấm trạng trình có từ hàng trăm năm trước, không do chúng tôi bịa đặt ra. Tổng thống Đào Minh Quân là Đức Huỳnh Giáo Chủ hay là vua của Việt Nam trong tương lai? Tin đồn giả hay thật? Có 9 căn nguyên, chứ không phải tin đồn. Thứ nhất, trong thi sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo có câu: năm hai gốc mục đâm chồi, có nghĩa Đức Huỳnh Giáo Chủ tái sinh vào năm 1952. Tổng thống Đào Minh Quân sinh năm 1952, có gương mặt và cung cách mà nhiều người lớn tuổi thấy được ở Đức Huỳnh Giáo Chủ trong con người của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Cũng theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 2 năm 2005 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, công bố quyết định chung đề triệu thỉnh Tổng thống, lúc Ngài còn là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để giữ hai nhiệm vụ trọng đại và thiết yếu nhất cùng một lúc, đó là A. Chủ tịch Hội đồng Kế hoạch và Phát triển Phật giáo Hòa Hảo, B. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chỉ đạo Trung ương Việt Nam Dân xã Đảng. Trong Phật giáo Hòa Hảo, chỉ có Đức Huỳnh Giáo Chủ mới giữ hai vai trò vừa đạo vừa đời. 2. Cơ giáng của Đại Tiên Lý Thái Bạch, nguồn thánh đức phải tìm trở lại. Tân dân là nhân ngãi biết gìn, dung hòa phong tục ngày nay. Tân dân minh đức, tương lai hòa bình. Có phải những câu cơ giáng này có ý nói về phong trào Tân Dân Chủ do Tổng thống Đào Minh Quân sáng lập không? 3. Trong sám ký có câu: ngựa kia đi trước hả hê, lợn ra đứng cổng, dê kia ứng điềm. Mưa sầu gió thảm liên miên, vững tâm mà đợi, nguyên niên gần kề, tân dân xuất hiện thầy về. Năm 2014 là năm Giáp Ngọ, tức ngựa, Tổng thống Đào Minh Quân được Chủ tịch siêu quyền lực Hoa Kỳ là Ngài Jim Dalton đón tiếp và nhận được sự hiến tặng kho báu của các hiền nhân trong Việt Nam, khi Đức Quốc Công còn là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Năm 2015 là năm Ất Mùi, tức năm Dê, Tổng thống Đào Minh Quân từ sa mạc Adelanto trở về Nam Cali, và phong trào Tân Dân Chủ do Ngài sáng lập tái hoạt động trong nước, xuất hiện vào năm Dê, ứng điềm. 4. Trong thiên thơ có chỉ rõ: dẫu rằng thiên tử hàng vi, bảo giang bảy núi lập vì tới khi. 9 năm châu đốc Long Trì, Long Hoa mở hội dừng kỳ chiêu binh. Ác ma rồi sẽ tan binh, cờ đào rồi sẽ xuất chinh hội đình. Minh Quân là chữ trên mình, mượn thân để dựa tam đình tái sinh. Người có chân tâm tất hiểu, tám câu này mà không cần phải giảng. Tổng thống là vị Minh Quân họ Đào trong sấm tràng trình,
là thiên tử hàng vi, vì xuất thân của tổng thống trong một gia đình nho giáo thanh bạch hàng vi. Tên của tổng thống Đào Minh Quân chính là chữ trên mình, là người sẽ dựng kỳ chiêu binh và được toàn dân ủng hộ để đánh tan lũ ác ma cộng sản. 5. Trong giáo thư có câu: tiếng ca, tiếng hát, lão khùng xưng vương. Không phải có nhiều người từng chê tổng thống Đào Minh Quân là người khùng điên, nhưng có phải đã ba đời các tổng thống Hoa Kỳ đều xưng tụng Đức Quốc Công lúc ngài còn là thủ tướng với danh dự gọi là Honorable Prime Minister Đào Minh Quân, tức là ngài thủ tướng hay sao? Sấm tràng trình có đề cập về tổng thống Đào Minh Quân rất rõ ràng trong hai câu. Câu 473: Đào viên đỉnh phát, quần dương tranh hùng. Câu 473 còn nói cho biết tình trạng 12 sứ quân tranh hùng giả lập. Chính phủ hay tự xưng là quốc trưởng, tổng thống, nhưng rồi đều bị thu phục và tổng thống Đào Minh Quân mới hiệu triệu thống nhất Sơn Hà. Đào viên đỉnh phát. Câu 483: Giang hồ sử sĩ đào tìm xuất du, mà hầu như ai cũng đoán biết là ám chỉ Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân. Thứ 7, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có phán rằng: thương Minh Vương bắt chước Thuấn Nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết, thương Trần Thế kể sao cho xiết, mượn xác Trần bút tả ít hàng. Có phải nước Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu là người hiền tài lắm của? Có người làm đến tướng của Hoa Kỳ quốc, có người là triệu phú, tỷ phú, tiền muôn bạc vạn. Nhưng có ai đem cả tính mạng và tài sản để lo cho dân? Đem cả tuổi trẻ, hao mòn thân xác ròng rã hơn 30 năm. Dân hiến hết gia tài, sản nghiệp để phục vụ chúng sinh, mà còn bị chửi rủa không hề than trách như Tổng thống Đào Minh Quân không? Thứ 8, trong sấm giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ có ghi: chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Khi tin tức về Tổng thống Đào Minh Quân loan truyền, thì lập tức những vị đang giữ kho báu hàng tỷ đô la trong tay cũng đều liên lạc với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin dâng hiến cho Tổng thống để giúp dân cứu nước, hết phàn nàn số căn. Thứ 9, chính Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có phán: ngươi có biết đạo thời khai mở, Phật giáo truyền từ thuở niên nao, chư hiền muốn rõ âm hao, tại sao lại có kỳ sau Phật truyền? Ý nói Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ có kỳ sau tái sanh. Bác sĩ Phạm Lễ cư ngụ tại San Jose từng tiết lộ rằng lúc 12 giờ trưa ngày 8 tháng 6 năm 1993, tức 19 tháng 4 năm Quý Dậu, nhân lúc thiền định tại văn phòng số 919 The Alameda, San Jose, CA 95126-3135, sau khi ra khỏi Hồng Trần đang ta bà thế giới tiên Phật, bác sĩ gặp Không Cuồng Hòa Thượng, tức thiền sư Trần Quốc Toản, là con thứ nhì của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, đang thăm cảnh núi Yên Tử. Khi đến cửa ông, ngài Không Cuồng Hòa Thượng giáng sấm như sau: Hoằng Pháp Tam Thiên, Đào Viên Thiền Tịnh Mật, Minh Ý Đạo Viên Thông, Quân Thành Hiện Thế Nhân, Độ Trì Tam Cõi. Theo chúng tôi thì bốn câu này có ý nghĩa: một vị họ Đào được chỉ điểm thông suốt lý lẽ huyền thông của Phật trời giáng hiện xuống thế gian để giúp dân cứu nước, độ trì ba cõi, cõi thượng thiên, hạ giới và địa ngục. Với câu bỏ cộng còn việc, Đức Quốc Công đang cứu độ chúng sinh, cứu cả bọn cộng sản tà ma ác độc, mong chúng được thành người chân chính.
Bác sĩ Phạm Lễ đã ghi lại đầy đủ lời dạy của Ngài Không Cuồng Hòa Thượng để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Bủ Sơn Kỳ Hương cũng biết khá chính xác rằng đến nay gần buổi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp tràng thảnh thơi, đến thân dậu cơ trời mới lộ, hết đau binh quy cổ diệt kim, tân dân phục quốc, Đại Việt trường tồn. Ngoài ra, sấm trạng trình còn nói rõ hơn về thân thế và sự nghiệp thương dân giúp nước của Tổng thống Đào Minh Quân như sau. Dị bản. Bản B, sấm trạng trình, câu 473. Đào viên định phát quần dương tranh hùng, câu 477. Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành, câu 478. Đoài phương phước địa giáng linh, câu 480. Phá điền thiên tử giáng trần, câu 481. Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm, câu 482. Trần công nải thị phúc tâm, câu 483. Giang hồ sử sĩ đào tìm xuất du, câu 484. Tướng thần hệ xuất y chu, câu 485. Thức cơ phục kiến đường ngu thị thành, câu 486. Hiệu xưng thiên hạ thái bình, câu 487. Đông Tây vô sự nam thành quốc gia, câu 473. Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng. Đào viên đỉnh phát có nghĩa là đất nước khi ngộ biến đến cao điểm thì nhiều người có tài xông ra cứu nước. Quần dương tranh hùng là tình trạng nước Việt Nam trước năm 1975. Nhiều đoàn thể, đảng phái, lực lượng, mặt trận, liên minh đã ra sức quần hùng. Đào viên còn có ý nói khi cuộc chiến quốc cộng đến cao điểm thì có người họ Đào xuất hiện. Điều này ứng nghiệm với Tổng thống Đào Minh Quân. Khi ông tốt nghiệp sĩ quan trường bộ binh Thủ Đức khóa năm xuyệt 71 vào mùa hè năm 1972, lúc đó là thời gian cao điểm nhất của cuộc chiến quốc cộng, nên truyền thông báo chí còn gọi là mùa hè đỏ lửa. Ông lại được đưa ra nhận nhiệm vụ tại vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị, là tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa, cũng là vùng đang có những trận giao chiến kinh hoàng nhất giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Cộng quân trong lịch sử Việt Nam cận đại. Câu 477. Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành. Sau khi đất nước bị Cộng sản chiếm đóng ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì đào viên tán lạc, mạnh ai nấy chạy, tan toát như đàn ông vỡ tổ, không còn bao nhiêu lực lượng đứng ra cứu nước. Người dân, ngô dân phải chịu sống lầm than, đầy đọa, đói khổ trong tay bạo quyền Cộng sản, như cảnh thủ thành, cả khoai sắn cũng không có mà ăn. Đào viên tán lạc còn có nghĩa là người họ Đào cũng chịu cảnh tán lạc, tù đầy như bao nhiêu người khác. Ông Đào Minh Quân cũng di tản theo đồng bào từ Quảng Trị đến Vũng Tàu và sau đó bị Cộng sản bắt giam cầm khổ sai tại các trại tù Trảng Lớn, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đớp, bị lao động tại vườn ươm cây cao su xã Minh Hưng, tỉnh Phước Long, thì các câu sấm trên rất trùng hợp. Câu 478. Đoài phương phước địa giáng linh. Đoài phương tức là hướng Tây. Từ Nam California nhìn đến vùng sa mạc Adelanto là hướng Tây. Còn vùng đất lành chính là nước Mỹ. Sẽ có một người kỳ tài xuất hiện. Từ hơn 20 năm qua, ông Đào Minh Quân đã chọn sa mạc Adelanto xây dựng thánh miếu và kỳ đài để thờ kính những anh hùng tử sĩ, ngũ đại thần tướng cùng những đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Có thể vì công đức này, ông được thánh linh giáng phúc
nhất là khi ông chọn nơi sa mạc khô cằn gió cát để tu thân, tịnh tâm hơn 10 năm, nên mới gọi là phước địa giáng linh. Câu 480 Phá điền thiên tử, giáng trần. Truyền thống của Việt Nam là nước nông nghiệp. Con trâu tượng trưng cho việc phá điền này. Phá điền là cây ruộng, tức hình ảnh con trâu. Thiên tử là con của trời. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961, tức tuổi Tân Sửu, và tuyên thệ nhậm chức vào năm 2009, tức năm Kỷ Sửu, là năm con trâu. Sinh ra tuổi Tân Sửu phá điền và nhiếp chánh năm Kỷ Sửu phá điền, nên ông có thể là vị thiên tử mà Sấm Trạng Trình nói trước nay cách 500 năm. Do đó, Tổng thống Barack Obama sẽ có liên quan đến các đổi thay tại Việt Nam. Tuy nhiên, cụ Phạm Tôn thì cho rằng ông Obama đã là tổng thống và chỉ còn một năm nữa là ông chấm dứt nhiệm kỳ, nên không phải là thiên tử xuất, vì thiên tử xuất là vị chưa xuất hiện. Cụ cho rằng Tổng thống Obama chỉ làm nhiệm vụ phá điền, triệt hạ những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam để cho Minh Quân xuất hiện. Việc Tổng thống Obama tiếp những tên cầm đầu Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng sang thăm Việt Nam là phá điền, và Tổng thống Đào Minh Quân mới là thiên tử xuất, vì tên ông Tổng thống họ Đào, tên là Minh Quân. Phá điền có thể hiểu là cuốc đất, rất hợp với tin tức có nhiều nhà thiện tâm, lương tướng nghe tin tức của Tổng thống Đào Minh Quân nên đã dâng hiến biết bao kho tàng, châu báu, tiền tài hàng ngàn tỷ đô la để Tổng thống giúp dân cứu nước. Phá điền còn có thể là đào vàng, đào kho tàng, tìm châu báu, rất ứng hợp với thiện duyên của Tổng thống Đào Minh Quân được chư thần bảo hộ, có chư thánh giúp và hiền lương ủng hộ dâng hiến tài sản hàng ngàn tấn vàng. Đúng như Trung tá Trần Ngọc Dương, nguyên là phụ tá Cục Tâm lý chiến Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có nói, tên ông Đào Minh Quân là một định mệnh của lịch sử, và ông Tổng thống Đào Minh Quân sẽ là vị thiên tử xuất. Với bài thơ do chính Trung tá Trần Ngọc Dương sáng tác để kính tặng Tổng thống Đào Minh Quân với tựa đề là Minh Quân phá điền thiên tử xuất, như sau: Nhà Nam Bách Việt giống tiên rồng, lãnh thổ vạn niên vững núi sông, đạo chủ Việt Linh minh thế giới, anh hùng muôn thuở mở trời đông, dũng quốc Minh Quân dân vi quý, đào viên hành cứ tứ hướng thông, minh định rồng tiên thiên tự xuất, quân cơ hé lộ độ thành công. Búc danh Đại Hồng Tinh Ngũ Thế Long, Trần Ngọc Dương. Câu 481 Dũng sĩ nhược hải mưu thần Như Lâm. Câu 481 theo bình giảng của Trần Dần công bố thì vị thiên tử này là một dũng sĩ anh hùng cho vùng biển của một xứ nhỏ nhược hải, và ông ta có nhiều mưu lược như cả cánh rừng. Tiên đoán của Sấm Trạng Trình thấy trước rằng chính Tổng thống Barack Obama tuổi con trâu Tân Sửu đăng quan làm Tổng thống Hoa Kỳ vào năm con trâu Kỷ Sửu là người nhiều mưu lược để ổn định vùng biển Đông của một nước nhỏ nhược hải như Việt Nam. Tại sao Sấm Trạng Trình không nói tới rừng, tới bình nguyên, mà là nói tới nhược hải, là vùng biển nhỏ yếu? Bởi vì đúng thời vận thì Trung Quốc xem Việt Nam là nhược tiểu, xem biển Đông là ao nhà, nên vẽ đường ranh giới lưỡi bò để chiếm đoạt. Cộng sản Việt Nam yếu nhược đến nỗi thuyền đánh cá của dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm thì cũng chỉ nói là bị tàu lạ. Nhưng tôi, Phạm Tôn, cho rằng ông Obama đã là tổng thống và chưa có ngày nào trong quân ngũ
hay chưa từng là chiến sĩ nên không phải là dũng sĩ. Nhưng chính Tổng thống Đào Minh Quân là một chiến sĩ vùng hỏa tuyến, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng là trưởng toán biệt kích Black Tiger mới là dũng sĩ. Nhưng cũng có thể chính Nguyễn Tấn Dũng, xuất thân là một y tá, có thể gọi là sĩ chắn. Nếu như vậy thì dũng sĩ mưu thần Như Lâm có nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Tổng thống Đào Minh Quân chiêu hiền để bàn giao chính quyền êm thấm, hay tự rút lui ra khỏi bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, hầu được hưởng đại ân xá của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, được bảo tồn được tính mạng, tài sản và danh dự. Tin tức cho hay, Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách móc nối để xin tiếp xúc với quý thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nếu điều này đúng, thì quả là thời cơ tốt cho nước Việt Nam. Và tôi tin là Tổng thống Đào Minh Quân có thể đứng ra xin toàn dân tha tội cho Nguyễn Tấn Dũng và con cháu của y được khoan hồng. Câu 482: Trần khôn nải thị phúc tâm, sau bao nhiêu năm vì sự cai trị độc ác của Cộng sản, con cháu nhà Trần và những người anh thư hào kiệt mang tấm lòng thành tâm thiện chí ra giúp đồng bào. Đó là nải thị phúc tâm. Hiện nay có biết bao phái đoàn thiện nguyện từ hải ngoại trở về, mang theo thuốc men, lương thực và tấm lòng nhân ái ra giúp đỡ, lo lắng cho dân. Trần khôn còn có nghĩa là những người họ Trần khôn ngoan, và nải thị chỉ rõ là những người phụ nữ lớn tuổi có kiến thức, sáng suốt và lòng nhân đạo, đã nhìn ra đại cuộc nên đem tài trí giúp cho người họ Đào. Như hiện nay, đã có nhiều vị nữ lưu lớn tuổi có học vị cao cấp như giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ, v.v. đang tiếp tay phổ biến tin tức của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và rất ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân để tố cáo những tên cầm đầu Cộng sản Việt Nam tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, International Criminal Court, người đã giúp Tổng thống Đào Minh Quân dịch bản văn gửi Tòa Hình sự Quốc tế là ông Thiếu tá Trần Tiến, người đang làm luận án tiểu sử của Thủ tướng là Trần Phong. Tuy nhiên, Trần khôn còn có nghĩa là những người trần gian mà khôn ngoan, thức thời sẽ phù giúp Thủ tướng Đào Minh Quân an bang tế thế, triệt quốc nạn cho dân. Câu 483: Giang hồ sử sĩ đào tìm xuất du. Câu này có ý nói về một người họ Đào vượt biên ra khỏi nước để tìm đường giúp dân. Người họ Đào này là dòng dõi đại tướng Đào Tiềm, đã giúp cho Trương Nữ Vương đánh bại giặc Tàu Tô Định năm xưa. Đào Tiềm xuất du có thể ám chỉ về ông Đào Minh Quân, vì ông Quân họ Đào và sau khi trốn thoát ngục tù Cộng sản đã lấy tên là Trần Nhuận Cường để giả làm người Hoa, lái chiếc tàu VNKZ-0602 mang theo 524 đồng bào vượt biển tị nạn tại Mã Lai, và sau đó ông và gia đình nhập cư Hoa Kỳ Quốc năm 1980. Rất trùng hợp với câu sấm này, tức là đào tìm xuất du, tức trốn ra khỏi nước bằng tàu, thuyền, tìm, chứ không phải đi máy bay công khai. Tìm còn có nghĩa bóng, nghĩa là chìm, là ẩn, là lặn xuống, là trầm, và nghĩa đen là trốn, là âm thầm. Đào tìm xuất du có thể hiểu là người họ Đào xuất ngoại bằng cách trốn tránh, chứ không phải được xuất du chính thức hay được cấp giấy phép để xuất ngoại. Đoạn sấm này ứng với trường hợp của Tổng thống Đào Minh Quân, vì sau khi ông vượt thoát trại tù Cộng sản, đã dùng thuyền vượt biển để trốn đến đảo Pulau Tanggar, Mã Lai năm 1979. Giang hồ sử sĩ. Sĩ còn có nghĩa là sĩ quan, chiến sĩ, kẻ sĩ, hoặc là một người văn nhân thi sĩ nho nhã. Tất cả điều này đều có vẻ xứng hợp với phong cách, địa vị và xuất thân của Tổng thống Đào Minh Quân. Vì ông nguyên là một văn nhân có bút hiệu Nam Quán,
với dáng dấp như một thư sinh, nho nhã. Ông cũng xuất thân khóa 5/71, sĩ quan võ khoa Thủ Đức. Và tuy ông là một người thành công trên thương trường, là chủ nhân Dow Computer Inc., nhưng lại có lối sống giản dị, chân thật, kết giao với mọi tầng lớp trong xã hội một cách thân thiết, không phân biệt học thức, địa vị, giàu nghèo, giống như cách giao tiếp, đi lại chân tình của những người giang hồ, tức giang hồ xử sĩ. Câu 484: tướng thần hệ xuất y chu, người họ Đào này nhờ đức độ, hiền lành nên được những vị bề trên phù hộ, hệ xuất y chu. Câu sấm này theo tôi đã chỉ rõ vai trò của ông Đào Minh Quân. Tuy chỉ là một người áo vải bình thường, một sĩ quan trung úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông ta lại được ngũ đại tôn giáo chú ý, nhất là quý vị cao tăng Phật giáo và Hòa Hảo rất thương mến. Đồng thời cả ba đời tổng thống đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ đều giúp đỡ, cho nương tựa và trao đổi với ông. Họ còn chấp nhận danh xưng Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời qua những công hàm liên lạc. Trong lúc đó, có biết bao cá nhân địa vị lớn hơn ông hay các tổ chức có bề thế khác không làm được như vậy, hay làm được rồi cũng giải tán. Tướng thần còn có nghĩa là những người tài ba, lỗi lạc, có tâm linh, có tu dưỡng, trở thành các thần tướng, hay được các thần tướng chỉ đường đến giúp cho ông Đào Minh Quân, hệ xuất y chu. Y chu có nghĩa là những vị bác sĩ, giáo sư, trí thức cũng xuất hiện để hết lòng giúp đỡ cho người họ Đào, dẹp được loạn tặc để cứu dân, giúp nước. Câu 485: thức cơ phục quốc đường Ngu Thị Thành, người họ Đào này nhờ có lòng tốt giúp dân lành nên đại nghiệp sẽ thành. Thức cơ phục kiến còn có nghĩa là những người khôn ngoan, thông minh, sáng suốt sẽ tức thời, thấu đáo cơ trời nên hết lòng phụ giúp cho người họ Đào thành công. Đường Ngu Thị Thành là đất nước rồi sẽ thanh bình, thạnh trị vang tiếng hát ca. Từ thôn quê đến chốn thị thành, dân chúng sẽ có đời sống an bình, phúc vượng, văn nhân, thi sĩ sẽ được thanh nhã, nhàn hạ như đời nhà Đường. Đường Ngu Thị Thành, ông Đào Minh Quân đã bỏ hết tài sản lo cho đồng bào tại các trại tị nạn Cộng sản Đông Nam Á. Có phải là nhân vật này chăng? Câu 486: hiệu xưng thiên hạ thái bình, người họ Đào này tâm dạ hiền lương, không muốn khởi nghiệp chiến tranh mà chỉ muốn cho thiên hạ thái bình. Ông tổng thống họ Đào chủ trương lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, và bỏ cộng còn việc, việc không giết việc, rất ứng hợp với câu hiệu xưng thiên hạ thái bình. Câu 487: Đông Tây vô sự, Nam thành quốc gia, nhờ vào sự giải quyết sáng suốt, nhân đạo và khéo léo của những nhà lãnh đạo thế giới, phối hợp với những vị nhân sĩ, trí thức, anh thư, hào kiệt yêu nước chân chính đem hết tim óc, lòng dạ, ra cùng chung góp tâm sức cho đường lối hòa bình của người họ Đào này, mà các mối họa chiến tranh Đông Tây không còn, nước Việt Nam sẽ được hòa bình, muôn dân an lạc, đúng là Đông Tây vô sự, Nam thành quốc gia. Theo tài liệu mà tôi tầm kiếm, thì ông Đào Minh Quân luôn tìm mọi cách để trấn an dân tình, không hề đưa ra một giải pháp bạo động quân sự, mà chỉ dùng đường lối thương thuyết, nhân hòa để giải quyết những bế tắc chính trị, kể cả trận chiến Biển Đông cũng có thể được hóa giải qua các cách thức song phương lưỡng lợi, thật khôn khéo để đem lại an bình cho quê hương đất nước và hòa bình cho thế giới. Hy vọng nước ta có thể thoát khỏi trận can qua chinh chiến đang muốn nổi sóng tại Biển Đông, đúng như câu Đông Tây vô sự, và sau đó nước Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia như những nước trên thế giới, Nam thành quốc gia.
Tóm lại là đất nước loạn lạc. Một người họ Đào phải ra nước ngoài tìm đường phục quốc. Nhờ những người trai họ Trần khôn ngoan, trung thành và các anh thư, trí thức, Hào Kiệt có lòng tâm huyết giúp cho ông Đào thành công phục quốc, khắp mọi nơi an hưởng thái bình, không còn họa chiến tranh loạn lạc như trước. Sấm Chạng Trình còn tiên tri rằng, ngư ông bất ngộ Đào Nguyên Khách, khởi thức hưng vong thế cổ kim. Ngư ông là người đánh cá hay những người biết thời cơ, nắm được thời cuộc mà không tìm gặp ông khách họ Đào bất ngộ thì làm sao biết được sự hưng vong của thế cuộc xưa nay cổ kim? Ngư ông còn có thể là những người đang cầm quyền như Tổng thống Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình, các nhà lãnh đạo phương Tây, hay có thể là những Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, hay còn có nghĩa là những người liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Phải tìm cho được vị khách họ Đào mới biết được đại cuộc thành hay bại. Ngư ông bất ngộ Đào Nguyên Khách, khởi thức hưng vong thế cổ kim. Kiến thức của tôi hiểu được chút ít mà thôi. Chuyện sấm là thiên cơ huyền bí, không ai dám quả quyết biết được chính xác. Nên hiểu chút nào thì xin viết ra để tùy bà con liệu định. Tôi là người ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân, nay quá già và chưa hề nhận một ân huệ nào của ông ấy. Không cần phải nịnh nọt ông ấy. Nghĩ cho cùng, ông Tổng thống Quân cũng là người xứng đáng. Thà giúp đỡ ông hơn là lòn cuối lũ Việt Cộng gian tham, ác độc, tay say tàu cộng đang xâm lăng, đang cướp đất, cướp biển, đầu độc, thống trị dân ta. Tuy nhiên, dù có tinh xám, sấm ký, thiên thơ hay không thì tư cách, sự sáng suốt và lòng hy sinh trường kỳ lo lắng cho đồng bào, chân thành muốn giúp dân cứu nước của Tổng thống Đào Minh Quân, cộng với sách lược khoan hồng, nhân đạo, đoàn kết của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Tổng thống lãnh đạo, chính là chìa khóa để mọi người quy tụ đến với ông, cùng nhau giải cứu đất nước là điều chắc chắn. Chế độ và gian đảng Cộng sản phải tàn lụi, bị triệt tiêu là tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên, tất cả những người Việt Nam chân chính nên nhớ rằng, chính chúng ta phải cố gắng bảo vệ vị lãnh đạo của chúng ta. Lũ ma vương, Trung Cộng, Việt Cộng cũng có lắm mưu gian, chức quỷ. Chúng đang rắp tâm hãm hại Minh Quân để chúng ta mãi mãi là kẻ lưu vong, mất nước. Dù có tin vào sấm hay không, thì chúng ta cũng biết lắng nghe lòng dân. Đang hướng về Tổng thống Đào Minh Quân vì họ quá hận và chán ngán sự gian ác, tham lam, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt của bọn Cộng sản Việt Nam. Ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân là góp công sức bảo vệ Tổ quốc, triệt hạ bọn Việt Cộng ác ôn, chống giặc Tàu xâm lược. Đó là chánh nghĩa nên làm. Trân trọng, Hà Thượng Nhân. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn trong chương trình tiếp theo. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý giới chức, quý đại biểu, đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng toàn thể đồng bào Việt Nam thân thương trên khắp thế giới. Tôi là đại biểu Trung tá Võ Kim Lan của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, tôi rất vinh dự được hân hạnh cống hiến đến quý vị một bài học trong thập bát thức do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân
đúc kết trong thời gian Ngài tịnh tâm tu thiền tại sa mạc hơn 20 năm dài đăng đẳng. Đó là điều suy niệm thứ ba, công bình nhất ta có là thời gian. Đúng vậy, thời gian đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt bất cứ một ai. Thời gian mỗi ngày gồm có 24 tiếng và ai cũng có như nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải biết sử dụng thời gian có được trong ngày một cách hợp lý, hợp hoàn cảnh để làm việc gì có ý nghĩa. Do đó, chúng ta phải biết dùng thời gian để làm điều có ích cho chính ta, cho mọi người chung quanh, cho dân tộc, cho đất nước và cho tha nhân. Đó là điều quan trọng. Vì thời gian không chờ đợi bất cứ một ai. Tiền mất đi, ngày mai có thể kiếm lại được. Nhưng thời gian trôi qua rồi, thì mãi mãi không thể nào lấy lại được. Càng không thể nào đi ngược dòng thời gian hoặc níu kéo lại cho thời gian ngừng trôi. Hãy biết trân trọng từng phút giây của cuộc đời mình. Hãy sống thật tốt và làm những điều hữu ích để khi thời gian qua đi, rồi ngày mai đến, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Tổng thống Đào Minh Quân đã dạy rằng tình yêu có thể làm cho người ta quên đi thời gian. Sự đau khổ cũng làm cho người ta quên đi thời gian. Nhưng ngược lại, thời gian cũng có thể làm cho người ta quên đi phai nhạt tình yêu và sự đau khổ. Do đó, đừng bao giờ chúng ta để ngày hôm qua chiếm đi ngày hôm nay. Nếu một ngày trôi qua, ta không làm được điều gì tốt đẹp, có ích, thì cuộc sống ngày hôm đó thật vô nghĩa. Cho nên, chúng ta phải biết trân quý thời gian, vì thời gian rất giá trị cho những ai biết dùng nó, biết sử dụng nó, biết tận dụng thời gian có được để nghiên cứu, học hỏi, trau dồi đức hạnh, bồi dưỡng trí huệ, để mở mang kiến thức, vì kiến thức là sức mạnh, còn trí huệ là người biết nhìn nhận vẻ đẹp, tài năng của người khác, đồng thời biết đem niềm vui, lợi ích đến cho tha nhân. Muốn được vậy thì phải quyết tâm cố gắng học hỏi nơi Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giảng dạy, huấn luyện, dìu dắt thì cuộc sống chúng ta mới thật sự có ý nghĩa và tự tin. Như tấm gương sáng của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta, Ngài đã tận dụng thời gian có được trong 30 năm qua để thực hiện một sách lược cứu nước bằng con đường tâm trị, lòng nhân đạo, khoan dung, độ lượng, đầy tình yêu thương. Tổng thống Đào Minh Quân đã chuẩn bị kế hoạch lâu dài để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam bằng con đường hòa bình, tránh đổ máu. Thời gian đối với Ngài vô cùng quý hiếm. Ngài dùng thời gian cho những chiến lược từng bước vững vàng đã khiến cho Cộng sản Việt Nam cũng như tàu cộng đang run sợ vì không còn đường thoát thân. Sách lược duy thật lật cộng được Tổng thống Đào Minh Quân tiến hành từng bước như sau. Kể từ khi Tổng thống Đào Minh Quân đã triệt hạ được tên Việt Giang, Hồ Chí Minh là gián điệp tàu cộng trước quốc tế, tức là tại UNESCO ngày 19 tháng 5 năm 1990. Sau khi ba tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, quyền lực cao cấp nhất là Nguyễn Văn Linh Tổng Bí Thư, Đỗ Mười Thủ tướng của cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Phạm Văn Đồng
cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Về phía Tàu thì có Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, và Lý Bằng, Quốc vụ viện kiêm Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Cộng. Một hội nghị quan trọng được diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990. Hội nghị này diễn ra tại thành đô Chengdu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Sichuan, Tây Nam của nước Tàu. Mục đích của mật nghị thành đô này đã đưa ra 10 bước tiến, là từng bước Tàu Cộng lần lượt biến cái nước Việt Nam chúng ta thành một quận lỵ của Trung Cộng. Tuy nhiên, sau khi Ngài Đào Minh Quân nắm bắt được tình hình bí mật quan trọng này, chỉ một tháng 17 ngày sau đó, Ngài quyết tâm tập hợp Đại hội Dân chủ Đoàn kết, cấp tốc thành lập cho bằng được một chính phủ để đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Đó là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào ngày 21 tháng 10 năm 1990. Ngài đã phải chấp nhận hy sinh, dấn thân, hứng mũi chịu sào, đứng ra nhận trách nhiệm trước lịch sử. Trong vai trò Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào ngày 16 tháng 2 năm 1991, Thủ tướng Đào Minh Quân quỳ tiếp nhận quốc bảo do Tổ chức Dân sự Việt hiến dâng cho Ngài với hai dòng nước mắt. Rồi từng bước một, ngày 16 tháng 2 năm 2013, Tổng thống Đào Minh Quân nộp đơn kiện 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đến Tòa Hình sự Quốc tế. Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Tổng thống Đào Minh Quân nhận hồi đáp đơn kiện Cộng sản Việt Nam. Vì Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng, nên thông báo đơn kiện đã gửi cho Tập Cận Bình với tư cách là Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Tàu. Y đã ký nhận lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2013. Và lần thứ hai, đơn kiện Hồ Chí Minh đã được Tổng thống Đào Minh Quân nhận được phúc đáp của Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Đơn kiện này được gửi cho Tập Cận Bình và y đã ký nhận lần thứ hai vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. Ngày 30 tháng 8 năm 2014, Tổng thống Đào Minh Quân nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC đòi Hoàng Sa và Trường Sa. Đơn kiện này được gửi đến Tập Cận Bình ngày 2 tháng 9 năm 2014. Ngày 16 tháng 2 năm 2015, Tổng thống tiếp tục nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế đòi bồi thường 15.000 tỷ USD cho đồng bào Việt Nam lần thứ nhất và được tòa án phúc đáp nhận hồ sơ ngày 13 tháng 8 năm 2015. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Tổng thống nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế đòi bồi thường 15.000 tỷ đô la tiếp tục lần hai. Sau đó, Ngài nộp tiếp đơn kiện công ty Formosa tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Santa Ana, California vào ngày 21 tháng 7 năm 2016. Sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị áp lực của quốc tế, Cộng sản Việt Nam phải thông qua Quốc hội đạo luật trưng cầu dân ý ngày 25 tháng 11 năm 2015. Chính thức ngày 1 tháng 7 năm 2016, người dân có quyền tham gia trưng cầu dân ý theo hiến pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ban hành. Tổng thống Đào Minh Quân lập tức phổ biến công cuộc trưng cầu dân ý vào đầu năm 2017. Qua năm 2018,
sau khi được những chuyên gia tài ba của Việt Nam giúp kiện toàn hệ thống trưng cầu dân ý, Tổng thống Đào Minh Quân đạt được hàng triệu phiếu trưng cầu dân ý. Là một chiến lược vô hình siêu đẳng, là vũ khí tối mật, giết luôn sự hận thù của Cộng sản, giết luôn chế độ Cộng sản độc tài, toàn trị, vô thần, phi nhân, bát nháo. Trưng cầu dân ý do Tổng thống Đào Minh Quân đưa ra là độc nhất, vô nhị, là level cao cấp nhất mà trên thế giới chưa có quốc gia văn minh tiên tiến nào có được. Ngày 16 tháng 2 năm 2018, với cương vị là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Ngài đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tại tượng đài Việt Mỹ số 14180 On American Way, Westminster, California 92684. Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Tổng thống bổ túc hồ sơ kiện tàu cộng đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la. Đơn kiện gồm 232 trang, còn tội ác tàu cộng là 4.000 trang. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, thuận theo ý kiến đồng bào với trên 4 triệu lá phiếu trưng cầu dân ý, bầu Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã đăng quang tại tụ nghĩa đường 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301 và chủ tọa dạ yến với các vị tướng lãnh, đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, với sự hiện diện ủng hộ của quan khách Hoa Kỳ và ngoại quốc tại khách sạn Hilton Costa Mesa. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Tổng thống thành lập Liên đoàn Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại tụ nghĩa đường. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, Tổng thống ban huấn từ cho quý đại biểu phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới để thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn cầu tại phòng họp FCC. Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Tổng thống Đào Minh Quân ký bổ túc đơn kiện tàu cộng đã được các chính khách Hoa Kỳ bổ túc lên đến 38.000 tỷ đô la. Và mới đây, Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã được Tổng thống Đào Minh Quân ký ban hành ngày 16 tháng 2 năm 2020. Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa với mục đích là không làm khổ dân. Và ngày 30 tháng 4 năm 2020 là ngày phải trở thành quốc vận để đem lại một tương lai tươi sáng, ấm no và hạnh phúc cho quê hương thân yêu. Kính thưa anh chị em, những sự kiện tôi vừa trình bày nêu trên trong suốt 30 năm qua, với một thời gian dài hơn một phần tư thế kỷ, Ngài đã cưu mang đứa con của mình là dân tộc Việt Nam. Bằng sự anh minh sáng suốt, Ngài đã vận dụng trí tuệ và trí huệ của mình, dốc hết tâm huyết, hy sinh tất cả, không hề nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Hơn thế nữa, Ngài đã tự nguyện dâng hiến sinh mạng chính mình để đương đầu với hiểm họa Cộng sản Việt Nam và tàu cộng. Ngài đã tìm mọi phương cách để bảo vệ, che chở đứa con thân yêu máu thịt của mình, quyết không cho giặc tàu ngoại bang cướp lấy. Và cũng trong suốt 30 năm đó, mỗi khi nhìn thấy những đứa con của mình bị đối xử bất công, bị trù dập, bị đánh đập, bị cầm tù,
bị giết hại một cách dã man, tàn bạo và nhìn thấy những đứa con của mình đang sống trong cảnh nghèo khổ, đói rách, lang thang, không nơi nương tựa. Hiện nay, đại nạn virus Vũ Hán và nạn đói kém đang dần xảy ra, lan tràn cho đồng bào tại quê nhà. Mà lòng Ngài đứt từng khúc ruột. Ngài đau cùng nỗi đau của dân tộc, vì hơi thở của dân tộc gắn liền với nhịp tim của Ngài. Do đó, Ngài lo lắng, trăn trở, khắc khoải từng đêm, không sao yên giấc. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đầy bởi ác ma. Tuổi trẻ chui cầu bơi rác thối, ông già co cẳng kéo mền da. Gái thương cha mẹ thân vùi dập, trai hận cuộc đời trí xót xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Kính thưa quý vị, bài thơ này do tác giả Nam Quán Đào Minh Quân cảm tác vào mùa đông tháng 11 năm 1987. Vào lúc nửa đêm giật mình thức giấc, nhớ về quê hương mà lòng Ngài đau quặn vết thương nhà. Ngài đã dành khối óc con tim của mình cho quê hương và dân tộc. Hai hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm khảm của Ngài, đã theo Ngài từng giấc ngủ. Vì vai trò của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là vai trò của một người mẹ luôn bảo vệ, giữ gìn đứa con máu thịt của mình từ khi còn là phôi thai. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã cưu mang bào thai này 30 năm nay, cho chúng ta thấy được rằng tình yêu nước thương dân của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân chứa chan vô bờ bến, không có bút mực nào kể xiết. Mặc dù Ngài rất bận rộn, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian quý báu để giảng dạy, huấn luyện các vị đại biểu thành viên trong FCC hàng tuần, để trở thành những cán bộ ưu tú, gương mẫu, là công bộc của dân, là những người có tinh thần và trí tuệ, chuẩn bị những bước tiến trở về nắm chính quyền để giúp dân cứu nước. Tổng thống Đào Minh Quân chúng ta sẽ đưa dân tộc Việt Nam chuyển qua thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Muốn được như vậy thì tất cả mỗi chúng ta ở đây phải kiên cường, mạnh mẽ và đoàn kết nhiều nhiều thêm nữa, để tạo sức mạnh vô song, để hướng dẫn người dân Việt Nam cùng quay về nghĩ đến quê cha đất tổ, không để mất đi nguồn gốc anh hùng, chí khí, đạo đức cương thường của tổ tiên người Việt Nam, dòng giống Lạc Hồng. Chúng ta phải học và noi gương sáng của Tổng thống Đào Minh Quân, là phải biết tận dụng thời gian để làm những điều hữu ích có giá trị, và phải nhớ những lời Tổng thống đã dạy. Chúng ta đừng phí cuộc đời trong việc đi tìm phương tiện. Thà rằng chúng ta có ít kế hoạch, nhưng hành động nhiều vẫn tốt hơn. Chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tâm trị. Do đó, chúng ta phải luôn tỉnh thức và suy tư, phải biết vận dụng trí tuệ và trí huệ của mình để tự thay đổi bản thân, thay đổi tư duy, để cùng sát cánh với Tổng thống Đào Minh Quân trong công cuộc cứu nước. Vì đây là cuộc chiến sinh tử của dân tộc Việt Nam, cuộc chiến sống còn của Biển Đông Việt Nam chúng ta. Do đó, chúng ta phải quyết tâm triệt hạ hoàn toàn chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân.
Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia. Dân tộc như ruột như rà, chế độ như áo, cởi ra là rồi. Nam Quán Đào Minh Quân năm 2007. Trân trọng kính cảm ơn Tổng thống, kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và tất cả quý đồng bào Việt Nam đã lắng nghe. Xin trân trọng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân lên diễn đàn để ban huấn dụ. Kính thưa quốc dân đồng bào Việt Nam, kính thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2019. Chúng ta cùng sum họp dưới mái nhà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tại tụ nghĩa đường sa mạc Adelanto, quận San Bernardino, tiểu bang California, để cử hành lễ kỷ niệm 54 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng ra nhận trọng nhiệm điều hành và quản trị đất nước. Đó là ngày cố Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, sau này là Tổng thống của nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, đã ký sắc lệnh số 001 trên A trên CT trên ND QG vào ngày 19 tháng 6 năm 1965 để thành lập nội các. Từ đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính thức đứng ra nhận trọng trách với toàn dân để điều hành và quản trị đất nước. Nhưng 10 năm sau đó, Cộng quân đã xé nát Hiệp định Paris do chúng ký kết để tấn công cưỡng chiếm Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đại diện cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng tôi hân hoan chào đón và chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay tại sân. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, nhà cầm quyền của một nước có thể hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng muốn trở thành
một chính quyền của dân thì điều kiện ắt có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của quốc gia đó bầu lên bằng lá phiếu qua một cuộc phổ thông đầu phiếu bầu cử công khai với tinh thần tự do, dân chủ, công bình, hợp tình, hợp lý. Trong trường hợp một nhà cầm quyền lâm thời được thành lập để điều hành quốc gia nhưng do điều kiện đất nước chưa thuận lợi để có thể tổ chức bầu cử thì ít nhất sau đó nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận chấp nhận của đại đa số người dân qua cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện. Sự chính danh của một chính phủ là do lá phiếu của người dân bầu lên chứ không phải do công an. Vì vậy chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam trưng cầu dân ý với số phiếu trên 4 triệu trong tinh thần tự do và tự nguyện được coi là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của nước Việt Nam hiện nay. Nước Thái, cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam nặng ra bằng bạo lực cướp chính quyền quốc gia năm 1945 và chiến tranh cưỡng đoạt miền Nam Việt Nam năm 1975 hoàn toàn không do dân bầu ra cũng không được người dân chuẩn thuận qua thể thức phổ thông đầu phiếu hay trưng cầu dân ý. Nhà cầm quyền này lại quy thuận chủ nghĩa cộng sản trung thành với tư tưởng Marx, Lê, Mao, Hồ áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác để cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng và bản chất của đại đa số 92% người dân Việt Nam. Tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chấp thuận chủ nghĩa cộng sản. Đó là lý do tại sao hơn 73 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam không dám để nhân dân Việt Nam được tự do lựa chọn chính quyền cho mình qua một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu hay trưng cầu dân ý để chuẩn thuận. Có phải không quý vị? Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhân dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là Quốc hội tại Trung ương và Hội đồng Nhân dân ở địa phương đều do Đảng Cộng sản tạo ra với chiêu bài dân chủ trá hình, đảng cử dân bầu qua sự sàng lọc bất chính và phi pháp của tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Tổ quốc, cũng là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam nên không có một công dân Việt Nam chân chính nào có thể trở thành ứng cử viên của Quốc hội tại Trung ương và Hội đồng Nhân dân ở địa phương nếu không phải là đảng viên, đoàn viên, ủng hộ viên
cảm tình viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, nhân dân Việt Nam cũng chưa bao giờ có được quyền tự do ứng cử và chưa bao giờ có cơ hội để lựa chọn người đại diện thật sự của mình để bầu vào hai cơ quan nêu trên. Hiện nay, dân số của Việt Nam là 97.128.650 người, trong đó có trên 4 triệu là đảng viên Cộng sản Việt Nam. Số còn lại là 93 triệu người không theo chủ nghĩa Cộng sản và không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng dù chỉ chiếm khoảng 4% trên tổng số dân Việt Nam, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại nắm toàn bộ quyền hành từ trung ương đến địa phương, từ chủ tịch nước đến chủ tịch tỉnh, quận, huyện, xã, phường, khóm của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đã cầm quyền hơn 7 thập niên qua, từ năm 1945 cho đến 2019. Số còn lại hơn 93% nhân dân đã bị loại ra khỏi trung tâm quyền lực cai trị mà lại trở thành công cụ để phục vụ cho chế độ. Xét về nguồn gốc, tư tưởng, cơ cấu tổ chức cũng như thành phần nhân sự là những yếu tố quyết định bản chất của nhà cầm quyền của quốc gia, chúng ta có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, từ năm 1975 cho tới năm 2019, chỉ là sản phẩm do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra để quản lý đất nước và thống trị nhân dân Việt Nam, chứ không phải để phục vụ cho dân, nên không thể được gọi là chính quyền nhân dân. Vì vậy, nước Việt Nam chúng ta không hề có chính quyền nhân dân. Các bộ phận, cơ quan trong cơ cấu tổ chức của nhà cầm quyền này như quân đội, nhân dân, công an, nhân dân, kiểm soát, nhân dân, tòa án, nhân dân, kể cả các quốc hội đều là của Cộng sản, không phải của dân, không phải do dân và không hề phục vụ cho quyền lợi đích thực và chính đáng của người dân Việt Nam. Vì vậy, người dân Việt Nam không cần tuân theo, chẳng cần phải chấp hành bất kỳ điều lệ hay quy định nào trong cái gọi là hiến pháp, pháp luật và những chủ trương, đường lối, chính sách do nhà cầm quyền Cộng sản này đưa ra. Vì nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên mọi hiệp ước, hiệp định, mọi văn bản liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia do nhà cầm quyền này ký kết với các quốc gia trên thế giới
đều không có giá trị với quốc gia và dân tộc Việt Nam. Trái lại, vì nội dung của các hiệp ước, hiệp định và các văn bản đó chống lại đất nước và con người, làm thiệt hại vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam, nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay đã phạm tội với quốc dân đồng bào Việt Nam. Vì nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay đã phạm tội với đồng bào Việt Nam, nên những ai tham gia đang làm việc trong cái gọi là nhà cầm quyền này không nên a tòng với những hành động chống lại nhân dân, mà nên hợp tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để tránh can tội đồng lõa. Chúng tôi một lần nữa xác định lại quan niệm nợ có đầu, oan gia có chủ, để làm sáng tỏ chính sách khoan hồng độ lượng, hầu bảo toàn nguyên khí và nội lực của dân tộc. Vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không phải là chính quyền nhân dân, nên đồng bào Việt Nam không chịu trách nhiệm về những hành động sai trái, vi phạm công pháp quốc tế và những giao kết hợp đồng của nhà cầm quyền này đối với cộng đồng các quốc gia, các công ty trên toàn thế giới, kể cả việc phải hoàn toàn hoàn trả lại những món nợ do cái gọi là nhà cầm quyền nhân dân này vay mượn đồng bào Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản tại Việt Nam hiện nay vẫn áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác và dã man để cai trị đàn áp nhân dân Việt Nam. Sau lưng Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Tàu Cộng chi phối, đã trở thành một tập đoàn sắc máu để thực hiện mật nghị thành đô, mong biến Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu. Chúng sẵn sàng trấn áp, ra tay trừ khử mọi lực lượng và mọi cá nhân yêu nước, bất đồng tư tưởng, muốn tranh đấu lấy lại chủ quyền đất nước cho nhân dân. Do đó, nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân. Vì vậy, việc bầu cử hay trưng cầu dân ý để xóa bỏ nhà cầm quyền này, hầu xây dựng một nhà cầm quyền đúng danh nghĩa là chính quyền nhân dân, để vì dân và phục vụ cho dân, lo cho dân là việc tối cần thiết. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ba thế hệ Việt Nam khai sinh ngày 21 tháng 10 năm 1990 đã được Hoa Kỳ và Liên hiệp 27 quốc gia Âu Châu đã công nhận, và được hàng triệu người Việt Nam trên khắp thế giới chuẩn thuận bằng phương pháp trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện. Đương nhiên,
trở thành chính quyền nhân dân duy nhất có chính danh và hợp pháp để đại diện cho nước Việt Nam hiện nay. Tuy vậy, cũng có người còn hỏi rằng chính phủ này đã làm gì cho dân? Xin thưa, chúng ta đã vạch mặt tên Việt tên Giang Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng trước quốc tế. Chúng ta đã giúp đỡ, chia sẻ cùng đồng bào trong các trại tị nạn tại năm quốc gia Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Phi Lục Tân và Nam Dương ròng rã nhiều năm trời. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng đã kiện Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng ra Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Chúng ta cũng đã chuẩn bị kế hoạch lâu dài để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam bằng con đường hòa bình. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng đã thiết lập kế hoạch không những để cứu đồng bào mà còn giải thoát cho cán bộ Cộng sản Việt Nam trở về với chính nghĩa, siêu đoàn kết dân tộc, hầu bảo tồn nội lực của quốc gia. Chúng ta cũng đã song hành với chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc để giúp đỡ bảo vệ dân mà còn sẵn sàng cùng chúng ta đương đầu với họa Tàu Cộng xâm lăng. Chúng ta cũng đã giải thích và cung cấp hệ thống trưng cầu dân ý để giúp cho người dân hiểu biết về bổn phận và trách nhiệm đối với đất nước và được quyền trực tiếp tham dự chính sự bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, tạo ra quyền lực chính trị để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Kính thưa toàn dân, kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta đã biết, Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng, không phải là người Việt Nam. Y đã cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ra biết bao tan thương, chết chóc và mất mát cho người dân Việt Nam. Chúng đã cướp bóc, tàn phá đất nước, di hại cho biết bao thế hệ Việt Nam. Nên ai có tâm lòng với đất nước cũng muốn triệt hạ chế độ vô thần sắc máu ác ôn này. Nhưng từng người chỉ là cá thể như những hạt cát rời, từng tổ chức đảng phái hội đoàn cũng thế, chỉ là những nhóm rời lạc không có khả năng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng hệ thống trưng cầu dân ý sẽ giúp chúng ta đoàn kết, trở thành một sức mạnh thống nhất, có chỉ đạo. Thêm vào đó, hiến luật trưng cầu dân ý do chính Cộng sản Việt Nam ban hành đã giúp cho hệ thống điện tử khoa học tân tiến trưng cầu dân ý biến thành sợi dây thòng lọng đã trồng vào cổ chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời
đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã dâng hiến cho Tổ quốc và đồng bào Việt Nam. Quyền siết chặt để triệt tiêu hoàn toàn một chế độ phản dân hại nước, cướp của giết người, tay sai tạo cộng là do toàn dân quyết định. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cả thế giới đang nhìn về Biển Đông, Thái Bình Dương, hải quân và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Đại Hàn đã ghé qua Việt Nam. Họ biết rất rõ đang chú ý âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Tàu Cộng và sẵn sàng can thiệp. Vì vậy, trưng cầu dân ý là yêu cầu khẩn thiết nhất, cũng là trách nhiệm và là bổn phận của mọi người dân Việt Nam trong giai đoạn đen tối này của lịch sử. Nếu muốn thoát họa diệt vong, không bị Tàu Cộng an hoa, với tư cách là Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là người đang được dân chúng tín nhiệm với số phiếu trưng cầu dân ý cao nhất, nhiều nhất, là đại diện chính thức cho người Việt quốc gia. Vì quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin thỉnh thị ý kiến của toàn dân cho phép đứng ra giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Và quốc tế phản cầm quyền Nguyễn Phú Trọng tay sai Tàu Cộng, không do dân bầu, đàn bán nước hại dân. Hiện nay với đội ngũ tình nguyện viên tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đã trên 35.000 vị giới chức đại biểu thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đều tình nguyện và sẵn sàng để chuyển đổi mục đích lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, thành hiện thực là xây dựng đất nước và phục vụ cho nhân dân. Sau khi giải thể được chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, sẽ chân thành mời gọi, chiêu mời tất cả hiền tài Việt Nam trên khắp thế giới cùng trở về nước hiệp lực với những anh thư hào kiệt trong nước hầu xây dựng và kiến tạo lại quê hương Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, hùng cường, thịnh vượng. Cương thường đạo lý của nền Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ thật sự có tự do dân chủ, đúng theo tinh thần nhân ái đầy tình người của thời thượng nguồn thánh đức, an lạc và vững bền. Hiện nay nhờ sự kiên trì vận động của chúng ta,
của những nhà ái quốc, cộng đồng Việt Nam khắp nơi đã bắt đầu đứng lên bày tỏ thái độ chống Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam một cách rõ ràng hơn. Lá cờ vàng quốc gia bắt đầu tung bay phất phới khắp nơi. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ quên những thủ đoạn gian trá của Cộng sản để không bị lừa gạt như trong quá khứ đã bị tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra biết bao đau thương, tủi hận, chết chóc trên quê hương Việt Nam và còn di hại cho đến ngày hôm nay. Chủ trương và chính sách của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, và đường lối bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải bảo nhau, truyền tin cho nhau, dạy nhau cách nhìn rõ chân tướng của những kẻ đang cầm cờ vàng trong cộng đồng Việt Nam đang mọc lên khắp nơi. Nên nhớ, cho dù họ có mặc sắc phục quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả khi dùng logo quốc huy của chúng ta hay giả dạng ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhưng nếu không tham gia trưng cầu dân ý, không dám ký đặt mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, không hợp tác với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì kẻ đó, tập thể đó đáng bị nghi ngờ. Tại sao? Vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang song hành với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc và đã kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại Tòa Hình sự Quốc tế, nên Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam không thể trực tiếp dở thủ đoạn phi pháp tấn công Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta. Do đó, chúng chỉ có thể dùng tay sai hay mua chuộc những kẻ có tham vọng quyền lực, chỉ nghĩ đến ô lợi cho cá nhân mà đành bán rẻ lương tâm cho loài quỷ đó, cố tình nhắm mắt trước sự đau khổ và sự tồn vong của giống loài. Cũng nên nhớ, Cộng sản Việt Nam như loài ruồi nhặng, không nên để cho chúng đậu vào thức ăn, đồ uống của chúng ta, vừa dưới chân của chúng thường mang theo những loại vi khuẩn truyền bệnh, những bệnh rất nguy hiểm cho đất nước như bệnh gian tham, ương hèn, thâm độc, bán nước, hại dân mà chúng ta cần tận diệt. Thưa các anh chị em, cán binh bộ đội Cộng sản Việt Nam, những tội ác sai lầm, dối trá, phản dân hại nước, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt của tập đoàn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đang dần bị phơi bày trước ánh sáng công lý. Chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị diệt vong. Một khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được toàn dân tín nhiệm, được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trở về xây dựng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương,
Lúc đó chúng tôi phải tuân theo pháp luật công minh, không thể bao dung tha thứ cho những tội phạm đã cướp giật, đã vấy máu người dân vô tội. Chắc chắn những kẻ hung đồ sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do chúng tôi lãnh đạo, đang được Hoa Kỳ và thế giới tự do ủng hộ, được nhân dân tin yêu, có chủ trương đại đoàn kết, muốn bảo tồn nguyên khí và nội lực của dân tộc để khôi phục lại chủ quyền của đất nước, để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, không cho tàu cộng hống hách đe dọa. Do đó, anh chị em cán binh bộ đội, đảng viên cộng sản phải mau mau tỉnh thức, cùng nắm tay chung xây lại cơ đồ Việt Nam đã bị hư hại, bị tan nát do những sai lầm từ quá khứ. Toàn dân đang hy vọng, đang chờ đón một bình minh tươi sáng, một tương lai huy hoàng trên toàn cõi Việt Nam. Ngày hoàng kỳ chính nghĩa, cờ vàng ba sọc đỏ chính thức tung bay trên khắp lãnh thổ Việt Nam không còn xa. Phải cùng tỉnh thức, nắm chặt tay nhau, tiến bước trên con đường về quê với hàng triệu tiếng reo hò thân yêu đang chờ đó. Cầu xin Thượng Đế, Trời Phật là hồn thiên sông núi, luôn che chở độ trì cho đại nghiệp giúp dân cứu nước của chúng ta được thành công viên mãn, và luôn luôn tận nhân lực tri thiên mệnh. Trân trọng kính chào và cảm ơn. Xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly.
Xin cảm ơn. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nuôi chi anh hùng, chung sức cùng dân xây quê hương. Việt Nam ơi, quốc quốc ta, sao mà bắn lúc trước xuân hạ, sương máu này còn rất thiết thôi. Đất nước này cháu xây dựng, con cháu cùng đánh quát thiên linh, sao nỡ để các cụ phân lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Hãy cha ông xây dựng, con cháu cùng đánh mắt chung lưng, sao nỡ mê giấc của sông lân, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bảy công đô cấu kết nhau, đem đi làm dân hiến cho bầu, ôi nước Việt còn chi đôi mai. Đồng bào ơi, hãy xiết tay, lưng từ lưng phá đất xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Cầm tay nói chí anh hùng, chung sức cùng dân xây quê hương. Việt Nam ơi, đất nước ta, sao mà đang lấp trước sân hạ, sương máu này còn rất biết đôi. Đất nước này cháu xây dựng, con cháu cùng đánh bắt trung lưng, sao nỡ để giấc phụ sân lân, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Cờ vàng cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do Canh Tí 2020. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian, chứng cầu dân ý bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh.